Gấm Nhật xin chào cô chú anh chị. Thì hôm nay em đang một cái dĩa rất là đẹp luôn nha, đỉnh luôn. Một cái dĩa đẹp anh chị nha. Một cái dĩa này là họa tiết của cái dĩa này là Imari nha anh chị. Imari. Thứ hai nữa là dĩa này cốt to nha anh chị, viền vàng ok không? Viền vàng ok nha anh chị. Cốt nặng nha anh chị. Dĩa này là cốt nặng nha. Hòa tiết nha anh chị. Hòa tiết là núi nha anh chị, biển nha. Cây trúc. Hoa cúc đồng tiền nha anh chị. Hoa cúc đồng tiền. Anh chị có nhà nè chị, với một cái bên là chị, một bên sông núi nha anh chị, và cái này là có nhà vẽ cây tùng nha anh chị. Hòa tiếp là cái này là cốt cái dĩa này chị, dĩa này anh chị cốt là cốt men cứng nha. Đó, mà cực kỳ là nặng luôn anh chị. Thứ hai nữa là cái dĩa này là có truyện nha. Truyện mụn nha anh chị, và cái này là có hai cái quai mình treo lên nha anh chị, treo lên nha. Xung quanh là 2, 3, 4, 5. Cái này là hoa leo anh chị nha. Rồi một cái dĩa này là đường kính anh chị, đường kính tới là 46 nha. Đường kính dĩa 46. Đường kính dĩa 46. Rồi cao anh chị, cao là 10, cao là 7 nha. Cao là 7 nha anh chị, 46 cao là 7 là cái cốt, những cái cốt dĩa này nè anh chị là cực kỳ là này, nhưng mà nó hơi sâu là một xíu. Dòng Imari nha anh chị, Imari. Và cái dĩa anh chị, dĩa này là đường kính 46 nha. Đấy. Rồi cái dĩa này anh chị 2.800.000 nha anh chị, 2.800.000 Imari. 2.800.000 nha anh chị nha. Cái dĩa này anh chị nói chung là chỉ nói một câu là xuất sắc thôi nha anh chị, 2.800.000. Vì cái dĩa này đường kính tới 46 lận nha anh chị, đường kính 46 mà nó lại viền vàng ok luôn. Cốt men là cốt men xưa nha anh chị, men xưa, à cốt men cứng nữa nha. 2.800.000 chốt giùm em T1 nha anh chị. Cái này em báo chị là em sẽ kèm theo cho anh chị một cái kệ gỗ luôn nha. Rồi 2.800.000 chốt giùm em T1 xuất sắc luôn. Anh chị số điện thoại bên em đã niêm yết trên kênh hết nha anh chị. Anh chị thích cái món nào anh chị cứ điện thoại trực tiếp nha, hoặc là qua Zalo nha anh chị, qua Zalo. Tất cả các sản phẩm đều là ok hết nha anh chị, bao một bể mẻ toàn luôn nha, toàn nước luôn. Rồi một cái bình. Chị men này là men thiên mục nha chị, một bình men thiên mục. Bình này đỉnh luôn nha anh chị, đỉnh luôn. Bên này là miệng 7 nha anh chị. Rồi cao tới là 21 nha. Miệng 7 cao tới là 21. Vòng bụng anh chị, vòng bụng là vòng bụng 68 nha anh chị. Đấy, truyện ký thì ok đầy đủ luôn. Anh chị, cái này là men thiên mục nha anh chị. Miệng là 7, cao anh chị cao tới là 21 nha. Vòng bụng 68, truyện ký đầy đủ luôn. Rồi bình này là giá 700.000 nha anh chị. Bình này đẹp lắm, bình này hiếm có nha anh chị. Nó là hiếm có luôn, 700.000 mã T2. 700 nha anh chị, mã T2 nha. Truyện ký đầy đủ ok luôn nha anh chị, T2 700.000. Cũng dòng hút lọc nha anh chị, nó là dòng hút lọc T2 700. Rồi cái này anh chị một cái cặp nha, cái này có một cặp. Cặp này chị một cái cặp gỗ nha, mà thật tình là cái gỗ gì anh chị thì không biết nha. Và cái này cặp này thì gỗ gì không biết nha anh chị. Cũng có một hai chút bị lỗi, bị trầy xước nha anh chị, hai chút bị trầy xước nha. Miệng 10 cao tới là 30 nha anh chị, miệng 10 cao tới là 30. Rồi cặp này chị, cặp này là 290.000 nha, 290.000 cặp này nha anh chị. Rồi T, mã T3 290.000 một cặp luôn nha anh chị. Em bán nè, miệng là 10, cao tới là 30, gỗ thì gỗ, gỗ là nặng nha anh chị chứ không phải là nhẹ nha. Rồi 290.000 cặp này T3 ok nha anh chị, T3 290 ok hết luôn.
Rồi chị, cái này là đường kính anh chị, đường kính là 25 nha, cao là 7.5. Cao là 7.5 nha anh chị. Đây, một cái tô đẹp luôn. Tô này chị là họa tiết bên trong là lam nha chị, bên ngoài là ngũ sắc nha. Rồi cái tô này sale giá 600k anh chị nha, 600k. 600T4 nha chị, mã 600T4. 600K T4. Rồi 1 2 2 set nha chị, cái này em có 2 set nè. Rồi cái này em có một gọi là chị, một cái bình và 5 set trà nha chị. Truyền ký đầy đủ luôn nha. Truyền ký đầy đủ anh chị, vẽ tay hoàn toàn, ngũ sắc xanh. Đó anh chị, bộ này mới chưa có qua sử dụng nha anh chị. Bộ này mới luôn, chưa qua sử dụng. Bình này là ngang anh chị, ngang là 18 nha. Cao là 20. Ly là 5.5 và cao là 6.5. Đường kính 13, 12. Rồi một bộ nha anh chị, bộ này là đói, bộ này 1.200.000 nha anh chị nha, 1.200.000 bộ này mới luôn. Anh chị thích hợp mua tặng biếu là ok luôn nha. 1.200.000 nha anh chị, T5. Mã T5 nha anh chị, 1.200.000 T5. Gọi anh chị, gọi này là tới 5 set trà nha anh chị, 5 set nha. Ok luôn. Mới hoàn hảo luôn nha anh chị, không tì vết, không lỗi lầm chi hết nha. Rồi cái bộ này anh chị nói tô nè. Tô này có truyện ký đầy đủ luôn nha anh chị, truyện ký đầy đủ luôn. Tô này đường kính 18, cao là 8 nha anh chị. Đấy, 18 cao là 8. Rồi tô này anh chị em sale cho anh chị với giá là 180k một chiếc nha. Em có số lượng nha anh chị, 180 có số lượng. 5 chiếc nha anh chị. Đấy, truyện ký đồ ok, ngũ sắc vàng. 180k một chiếc nha, T6 nha chị, mã T6 xuất sắc luôn. T6 180k một chiếc như thế này ok là anh chị, đẹp lắm luôn nha. Hàng này xuất sắc luôn. Rồi anh chị, cái này một cái bình nè. Một cái bình anh chị, bình này là bình lam nha, bình lam. Bình này là miệng chín nha anh chị, cao tới là 23. Bình này là bình xưa nha anh chị. Đó, bình này là bình xưa, cốt thì cốt nặng nha. Hàng vẽ tay luôn anh chị, mà điểm cái là cái này không có truyền nha. Bình này không có truyền. Bình này không có truyền nha anh chị. Đây. 290 nha, cái bình này 290k. Rồi chị, mã T7 209, mã T7. Chị, cái này là một cái mộc nha chị, mà nó giống như cái mộc, mà giống như cái một cái mũ samurai nha chị, nó giống như một cái mũ samurai. Mộc nha chị. Đó, mộc lạ luôn nha. Một cái mộc cực kỳ là lạ nha anh chị. Đây, mũ nè anh chị, nếu mà anh chị làm cái mũ samurai cũng đúng. Và một cái tô anh chị, tô mộc thì cũng lạ nhất luôn anh chị, lạ lắm luôn. Nặng nha, cái tô này rất là nặng anh chị. Anh chị nhìn cái độ dày của cái tô này tới là 2 phân. Độ dày tô này 2 phân nha anh chị. Và cái tô này đẹp nhất là nó sẽ có truyền nha. Cái tô này truyền đẹp lắm anh chị, truyền rất là đẹp luôn nha. 1 triệu. Rồi cái tô này còn em nghĩ là cái những cái dòng này là anh chị nghệ nhân họ đi làm, họ làm họ đi sẽ thi nha anh chị. Đấy, anh chị nhìn nè, cái này nặng, vừa truyền đẹp vừa nặng luôn nha anh chị. Đường kính nha anh chị, đường kính 41 nha, 41 cao tới là 20. 41 nha anh chị, cao là 20 nha.
Rồi anh chị, cái này em sale cho anh chị với giá là 1 triệu nè anh chị. Đó, dòng mọc truyện đẹp nha. Cái truyện không là ăn đứt luôn. 1 triệu anh chị nha. Rồi mã T8 1 triệu. Rồi chị, cái này em có một cặp nha. Có một cặp anh chị, cái này là hoa mẫu đơn nha, lam anh chị. Cái này là lam nha, hoa mẫu đơn. Truyện ký đầy đủ nha anh chị. Truyện ký báo rõ, cái này là anh chị. Em có một cặp nha, báo rõ anh chị là cái này tàu. Đường kính nha chị 13 năm và cao là tới 43 nha anh chị, cao là 43. Rồi cái này em có một cặp nha anh chị. Đói, một cặp luôn. Mà nói chung là một cặp cho anh chị một chiếc cũng được, hoặc anh chị chốt hai chiếc tùy ý anh chị nha. Rồi cái bình này anh chị em sale 700k mà anh chị, sale 700k. 700k anh chị nha. Rồi anh chị, cái này là một cái bình dòng Furaga nha anh chị nha. Có truyện ký đầy đủ nha anh chị. Bình này có truyện viền là viền lắc cơ vàng, miệng là 10.5, cao là 21 nha anh chị. Cao là 21 nha. Đây. Bụng là 63 nha anh chị. Bụng là 63. Miệng là 11, bụng là 63. Cao chị, cao là 20 nha. Rồi cái bình em sale cho anh chị với giá 900k luôn. 900k anh chị, mã T10 900. T10 900. Đó chị, cái này là một con cọp nha anh chị, một con cọp. Một cái bình hút lọc nha. Bình này là bình hút lọc. Vẽ tay hoàn toàn luôn nha anh chị, cái bình này là vẽ tay hoàn toàn luôn. Truyện ký đầy đủ nha anh chị. Đấy, truyện ký đầy đủ luôn. Chỉ là truyện anh chị chữ ký nghệ nhân và truyện bên này nha. Miệng hút lọc ok luôn. Miệng là 8 nha anh chị, rồi cao tới là 46 nha anh chị. Miệng là 8, cao 46 nha. Vòng bụng 80. Vòng bụng 80 nha anh chị. Rồi cái bình này 1.600.000. 1.600.000 anh chị nha. 1.600.000 T11. Mã T11 nha anh chị, 1.600.000 T11. Xuất sắc luôn. Đó, một cái bình anh chị. Bình này vẽ tay là hoàn toàn ok rồi anh chị nha. 1.600.000. Chu nhiều mà nó ở bên kho mà nó biết chứ xe nhiều hơn ồ ồ mà em lấy nó. Rồi một con chị, cái này là dĩa một con gộp cọp nha. Quá xuất luôn. Đẹp lắm anh chị. Rồi đẹp lắm luôn. Đó nhớ chưa? Đường kính 36 nha anh chị. Đó, cái này em kèm cho anh chị cái kệ luôn nha. Rồi dĩa này anh chị, truyện ký đầy đủ nha. 350 nha anh chị, 350k cái dĩa này. 350. T11 nha chị, mã T11 350k một cái dĩa này nha. Đấy, T11 350.
một cái dĩa hoa mẫu đơn xuất sắc luôn. Ủa, bữa giờ rồi mình có dĩa bữa giờ cô đi giao hàng cho cô Dung ha. Bữa giờ cặp cô đi, cái đó cặp luôn. Cô Dung cái bữa đó giao hàng cho chú mùa chưa? Giao hàng cho chú mùa chưa? Rồi chị, cái này là đường kính tới là 36 nha chị, đường kính 36 luôn. Cái dĩa này chị 340k nha, hoa mẫu đơn. Truyện ký thì đầy đủ nha chị. Truyện ký đầy đủ nha. 360k. Thôi xin lỗi, 340k. T12. Mã T12. T12 nha chị. Đó, kèm cho anh chị kệ luôn nha. Rồi chị, một cái bình mộc. Bình này là đường kính 12 nha chị, cao là 23. Nãy như điện mẹ gì, con điện lại nó ơi. Ừ. Không, còn đồ ăn. Nó còn đồ ăn. Ừ. Rồi anh chị, cái này là cái này chị một cái bình mộc nha, một cái bình mộc đường kính 12 năm, cao là 12.3 cô ơi. 12 năm nha chị, cao là 23 năm nha. Không biết chưa, xuống lấy đồ cho này. Đường kính là 64 nha anh chị. Đó, cái này là 64 nha. Rồi cái bình mọc anh chị 440k nha. 440k anh chị. T13 T13 nha chị. Cho lắm, 440k nha chị. T13 nha. Xuất sắc đẹp luôn. T13 ít thôi. Mẹ anh nghe con. Có truyện ký nha chị. Cái này em có một cặp luôn nha chị. Đấy, cái này có một cặp nè. Bên này lách cơ vàng nha chị. Vẽ hoa leo nha. Hoa leo và hoa. Đường kính của bên anh chị 12 nha chị. 12. Em báo chị em, cái này em có một cặp nha, một đôi luôn nha chị. Đó, một đôi luôn. 12. Bụng anh chị, cái này là bụng tới 61. 61 nha chị. Rồi cái bình em sale cho anh chị với giá là 61 nha chị. Rồi cái bình em sale cho anh chị với giá là 600k nha. 600k chị nha, bình này luôn. Bình này là em có một cặp nha chị. Rồi 600 cho nét luôn. 600 T14. T14 nha chị, 600 T14. Rồi một cái ly nha chị, ly nè. Có truyện ký nha chị, cái này là có truyện ký luôn nha. Ly này đường kính là 6 nha chị, cao là 5 nha, miệng 6 cao 5. Rồi anh chị, cái bộ này em sale cho anh chị với giá 300 một bộ nha. 300k một bộ anh chị. Rồi 300. Rồi mã T15 anh chị nha. 300k T15. Hết giá sale luôn. 300k T15. Cái nó bỏ bớt cầu thang cho các bạn. Cho họ ha. Cho lên cầu thang. Đó anh chị, cái này là chén nha chị, chén cơm ngũ sắc vàng nha, chén cơm ngũ sắc vàng. Chén này chị em có số lượng nha.
Chén này là đường kính 16 nha chị. À, xin lỗi, đường kính 12, cao là 6 nha. 60k một chiếc nha chị. 60k một chiếc, ai điện sao không? 60k một chiếc nha chị. Rồi, mã T16 luôn nha chị. T16, 60k một chiếc nha chị. T16 nha. Ai điện nó sao? Rồi, cái này là chén cơm anh chị. Đây, chén cơm. Ê, cái này em còn số lượng khoảng tầm 30 chiếc nha anh chị, 30 chiếc. Rồi, có truyền ký đầy đủ luôn. Truyền ký đầy đủ nha anh chị. Rồi, cái này là 50k một chiếc nha. Đấy, 50k một chiếc nha anh chị. Đó anh chị. Cái chén này đẹp một cái là sơn thủy nha anh chị. Sơn thủy vẽ hoa mẫu đơn lá rút nha anh chị, đào luôn nha. Rồi, và đều là có truyện. Chén này là trong cũng họa tiếp hoa luôn nha anh chị. Đường kính 12, cao là 6, 50k một chiếc. Em còn số lượng 30 chiếc nha anh chị nha. T17 nha anh chị, mã T17. 50k một chiếc nha anh chị, T17. Một cái bình mọc anh chị, một bình mọc họa tiết hoa nha. Miệng là 6 nha anh chị, miệng xin lỗi, miệng là 12, cao là 23 nha anh chị. 12, cao là 23. Vòng bụng 80 nha anh chị. Cái bình này là vòng bụng 80. Bình này là truyện ký đầy đủ nha anh chị. Đấy, một cái bình. Men này là men đá nha anh chị, men đá. Họa tiết là vẽ hoa đào, rất là đẹp luôn cái bình này luôn nha anh chị. Rồi em sale cho anh chị cái bình này với giá 700k thôi nha. Bụng là tới 80 nha anh chị, 700k cái bình. Rồi 700k nha anh chị, T18. T18 nha anh chị, 700k. Em ấy, kêu em ấy. Không nè. Ai? Rồi, một cái tô chị, cái này là một cái tô nha. Tô này là chị, tô lách cơ vàng nha. Tô này lách cơ vàng anh chị, đấy. Đường kính nha, 23. Ly là đường kính 7 nha anh chị. Rồi, cao là 15 nha. Cao là 15. Rồi cái bộ này chị, bộ này là một cái tô, một cặp ly mà báo chị, ly này thì nó sẽ có độ phai của, nói chung nó có vết nha chị, nói chung là nó phai nha. Một cặp luôn, một cặp, một tô màu đen. Truyện ký là ok đầy đủ nha anh chị. Tô vuông cạnh nha. Về là cái này em có một cặp nữa anh chị. Rồi cái này, một cặp ly. Dưới này chờ, trên là bằng sứ nha anh chị, dưới là kim loại nha. Kim loại mà nói chung là cái cặp này đã bị phai đồ nha. À, rồi cái này anh chị em 500k anh chị, xem 500k nha. Để tê mấy. Để tê 19 nha anh chị. Tê 19 nha anh chị. Rồi tê 19. Rồi T19 nha anh chị, 500k bộ này nha anh chị, T19. Rồi, em xin phép chào cô chú anh chị. Anh chị bên em có niêm yết số điện thoại trên kênh nha, mong anh chị yêu thích món này anh chị cứ điện thoại trực tiếp nha anh chị. Rồi xin phép chào cô chú anh chị.